Xin chào tất cả các bạn nhà mọi người, cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em quay cái video này là video ốc ốc bố mẹ ốc đẻ nè. Thì hôm nay em không có thời gian, không có quay được, không có chia sẻ được mấy cái liên quan tới mấy ốc của em. Hôm nay thì em bận quá, không ở không, không có thời gian. Thì hôm nay em quay chia sẻ cho cô chú anh chị về mấy cái chiến ốc. Tại vì nãy em mới thấy một ổ. Thì hồi sáng em có đi đi dạo một vòng thì thấy có con nó đẻ, nó có ổ nè, nó đang đẻ nên nó còn ướt, em không lấy được. Thì giờ em có thời gian rảnh em chia sẻ cho cô chú anh chị cách mà mình lấy trứng và mình đem vô mình ấp, và cái kỹ thuật ấp như thế nào để đạt hiệu quả luôn ha. Thì ở đây em cái dèo này là cái dèo ốc bự, ốc bố mẹ nè. Ông gà là ổng ở không dọn mấy này do muốn nó lắng quá trời lắng rồi. Do muốn nó lắng vô dèo quá trời rồi, để mơi rảnh mình dọn mấy này được. Đây là ốc nó lại nó ăn nè, chứ thấy không? Ở nó lại mấy cái khoai mì nè, mấy cái lá khoai mì mình bỏ xuống nè. Nó bu lại nè, ốc này ốc bự nha. Còn cái rau muống này chị em dọn mới được. Đây nó bự quá nó không ăn được. Đeo nó đẻ. Đây là có ổ nó đẻ mà em không, mình không có lấy được nè. Đó, ngay chỗ nó đeo lên lưới nó đẻ luôn. Ổ nè, ổ này nó đen luôn, nó sắp nở luôn rồi. Mà em bỏ luôn rồi. Em không có thời gian lấy ra đó lấy nè. Rồi bỏ luôn, để đi. Cho nó nở xuống luôn. Rồi hồi nãy em có đi qua bên kia, em mới phát hiện thấy được một ổ. Một ổ nó đẻ, nó đẻ hồi sáng rồi nó còn ướt, bây giờ chắc ngày trưa rồi. Thì em qua đây em lụm, qua đây lụm cái trứng ốc đem vô ấp ha, và hướng dẫn chỉ coi cái thực ấp như thế nào luôn, cho nó đạt hiệu quả. Thì này ở trong mương vườn không à, vườn nhà chứ không có gì hết. Đây mương nữa nè, mương bên đây cũng có thả ốc nhưng mà nó không có nhiều, cho nên là nó không có đẻ nhiều ha. Còn ở bên đây nè, để đi qua đây có ổ bên đây. Giờ này nó hơi nắng nên nó chói nha. Đây, ổ này cũng nhỏ không bự. Đây, hồi sáng là nó sáng là con ốc nó đẻ luôn, nó đang đẻ, nó đang bò, nó đẻ. Rồi không có lấy được. Giờ tới giấc này chưa mới rảnh mới ra đây nè. Đây cận cảnh luôn nha, bạn thấy nha, cái ốc nó đẻ. Tập tính của con ốc là nó leo lên chuyện cái chỗ khô nó đẻ nha, chứ nó không có đẻ ở dưới nước, nó leo lên khô nó đẻ. Bởi vì sao nó leo lên khô nó tránh bị ngập nước á, tại vì cái trứng mình nó ngập nước là nó bị hư, cho nên là ốc mình nó leo lên trên bờ đẻ. Thì nó có nhiều á là nó dính cứng như đây này, thì mình gỡ, mình gỡ từ từ để nó bể, nó dễ bể nha. Là nó dính dưới đất nè, gỡ cho cô chú chị xem nè, để là nó dính vậy nè, dính sình luôn đó. Thì cái trứng này nó cũng không có bự lắm, nó vừa, nhưng mà nó được thụ tinh đầy đủ nè, nhìn cái trứng là biết nè, nó không có trứng bị trắng, nó đục hết, nó vàng vàng, nó ngà ngà đục vậy nè. Là cái trứng này là nó được thụ tinh 100%. Thì cái trứng này là nó ấp rồi nó sẽ nở đạt là khoảng 99% luôn á, ấp kỹ thuật tốt đó nha. Còn nếu như mà không biết cách ấp thì nó sẽ hư nha. Đây nó bị bể sức hết mấy trứng nè. Rồi này em bỏ luôn đi. Rồi bây giờ em sẽ đi vô nhà và em quay cái hùng mà em để ấp trứng này, do là và chia sẻ luôn cái cách là ấp như thế nào để đạt hiệu quả luôn ha. Mấy hôm bữa trước thì em có để mấy trứng vô rồi, bây giờ em coi nó ra như thế nào. Và bây giờ em sẽ đi vô nhà để quay cho các bạn cô chú anh chị xem cái hùng ấp trứng của em như thế nào ha. Rồi đây các bạn, mình đem vô cái trứng ốc này vô tới nhà nè. Và đây là cái hùng hôm nay mình quay với các bạn xem nè. Thì cái hùng này là mình để dùng ấp trứng ốc nha. Các bạn nào cũng chưa hiểu rõ thì xem cái video trước cho mình nha. Đây cái trứng nãy mình mới vừa lụm được nè.
nhặt được, thấy được, nói chung là thu hoạch được á. Thì ở đây do là mình nuôi hộ gia đình nhỏ lẻ đó, cho nên là có nhiêu mình gom vô nhiêu mình ấp thôi, mình không có để ngoài, bởi vì để ngoài tỷ lệ sống sót nó rất là thấp. Và cái hai cái thứ hai nữa là do có nhiều cái con này con kia nó ăn đó, cho nên là ốc con mình không có sống sót được. Thì hôm trước là mình có làm được nhiêu là mình gom vô hùng thì mình ấp hết nhiêu à, rồi nó nở thì mình sẽ để ra ngoài cái dèo kia. Thì mình đã chia sẻ ở những video trước rồi. Đây thì bây giờ mình ấp là ấp như vậy, mình chuẩn bị hùng mướp và cái khay để mình đựng trứng. Đây giờ mình bỏ vô luôn ha. Đây rồi cái khay để mà mình đựng trứng, và ở dưới nè, ở dưới là mình để một lớp nước. Đây ở dưới này nha, mình thấy ở dưới là có nước nha. Đây bỏ một miếng nước vô trong, thì này nó có nở hai con lai ra nhỏ hay nè, thì bỏ nước vô rồi gác hai cây lên để mình để cái trứng này lên nè, cho nó đừng có bị đục nước á, bởi vì cái trứng mà nó đụng nước là nó sẽ bị hư nha, bởi vì nước nó lên vô là nó hư trứng. Rồi thì mình để vậy, mình đậy ầm lại, đậy cái này lại luôn, đậy ầm lại khoảng 2-3 ngày mình dở ra một lần, mình coi coi nó có biểu hiện nào lạ không, có bị hư heo gì không, rồi mình đậy lại để nó đậy. Từ khi mà mình nó đẻ ra tới 15 ngày là bắt đầu là cái trứng mình nó đen, nó sám cho lại màu giống như nè, giờ nó mềm, nó mềm giống như là cái miếng rau câu mình ăn vậy đó, mềm mềm. Rồi khoảng từ 20 ngày, 19-20 ngày là nó vậy nha, nó đen vậy nè. Đây 19-20 ngày là nó sẽ đen vậy. Nó mình dở lên cho bạn xem luôn. Đây hai trứng này là mai, ngày mai là nó nở hết nè, giờ nó còn mềm nè, thấy không? Này dở nó biết được không đi nữa. Đây nè, đây là nó nở rồi 100% luôn nè. Hôm trước mình có chia sẻ mấy cái trứng mà nó màu trắng như vậy nè, nó trắng mà nó trắng như màu dâu vậy đó, là cái trứng này là nó chưa được thụ tinh, có nghĩa là nó không có được thụ tinh đó, là cái trứng này là trứng không, cho nên là nó không đậu nữa bạn hiểu không, cho nên nó đâu có con đâu nè, nguyên về nè, màu trắng nó đâu có đậu đâu đó. Thì đó là cái cách chia sẻ của mình ha. Rồi nó đậu á là nó sẽ có một con trong đây, đây các bạn thấy con luôn nè, là từ đây tới mai, mai là nó nở hết á. Đây là thấy con trong đây luôn nè, đó cái con ốc nhỏ nó bò luôn trong đây luôn nè đó, thấy chưa, con ốc nhỏ là nó nhúc nhích trong đây luôn á đó. Thì đó là con ốc này là nó gần nở rồi nè, cho nó mềm giống như con câu. Còn cái trứng này là nó chưa được thụ tinh cho nên là nó chưa đậu nè, cho nên là mình khi mà mình lựa trứng mình nuôi á, mình ấp á, thì mình coi cái trứng mà nó vàng giống như vậy là nó đậu là 100% này nha. Còn cái trứng mà nó trắng vậy nè, mình thấy nó trắng nó đẹp vậy chứ nó không có đậu đâu nè. Ví dụ như trứng này cũng vậy, nó cũng có mấy trứng trắng đây nè, nè nguyên về này là không đậu nè, ở dưới đây nó mới đậu nè, nó vàng vàng, nó ngàn ngàn vậy nè, nó mới đậu. Cái này mình lụm ngày hôm qua nha, hôm qua mình không có rảnh, không có thời gian mà không có quay bạn xem được nè. Nó cũng có một lượt mấy trứng trắng nè, này nó cũng không có đậu, tại vì mình mua á trứng như vậy là 1 ký là dao động từ 1 triệu đến 1,2 triệu nha, trên thị trường nó bán á là từ 1 triệu cho đến 1,2 triệu 1 ký trứng ốc á. Mà 1 ký ốc nở ra là khoảng là từ 5.000 đến 8.000 con, nếu như ấp đạt nha. Còn nếu như ấp mà không đạt là nó không được cái số đó đâu, là mình lỗ nha. Ví dụ mình lựa trứng, mình lựa trứng giống vậy, trứng như hồi nãy mình mới lụm á nè, là nó vàng hết, nó vàng ngà hết. À, mấy cái trứng giống như vậy là bảo đảm 100% là nó đậu hết đó. Hoặc là cái trứng giống vậy cũng được, này nó hơi dơ tại vì để ngoài mưa ngoài sình nè, nè nó vàng vậy là nó đậu 100% nha. Cho nên là mình lựa là mình lựa mấy trứng vậy, còn mấy trứng trắng trắng là nó không đậu luôn, cần vô nặng ký với nó không đậu. Đây trứng này cũng vậy, trứng này là 100% đậu luôn nè, này là nó vàng hết, nó không có trắng nè, thấy chưa, mình lấy nét lại đó cho nhìn rõ, nó chỉ có trắng 2-3 trứng bên này thôi nè. Cho nên là mấy trứng này là nó bự mà nó ngon ha, rất là đạt tỷ lệ đó. Rồi hai ổ này là nó chuẩn bị nở nè, ngày mai là nở hết. Còn cái trứng này là nó chuẩn bị
nó chuẩn bị đổ ra màu nâu thôi, chứ nó chưa ấy nè. Trứng này bữa hổm nó mắc mưa nè, trứng này là nó cũng muốn muốn hỏng đậu luôn nè, bởi vì nó mắc mưa nó ướt á. Các bạn thấy mấy trứng mình nó ướt như vậy là nó hỏng đậu nè. Mình ấy nó bị xịt nước này không nè, là bị nông nước vô á, là trứng này hư rồi. Là trứng này nó nở không nhiều đâu, để chặt chuồng cho nó không nở nhiều đâu, mà kệ để đi nó nở nhiều thì được nhiều. Thì đó là cách chia sẻ của mình ha, thì đó là cách ấp trứng ốc để cho đạt hiệu quả. Từ cái quá trình là mình nhặt trứng, mình đem như mình ấp, kỹ thuật ấp mình chỉ nhiêu đó, đơn giản ngắn gọn đó. Chỉ cần bỏ cái khay vô cái khay, để cây gác ngang, bỏ nước ở dưới, bỏ nước ở dưới thùng ha, cho nó có nước, để khi con ốc nó nở thì nó lọt xuống cái lỗ này nè, nó lọt xuống cái lỗ đây. Nhiều con này nở nè, cái này cái trứng nha, nó lọt xuống cái lỗ này nó có nước dưới luôn. Còn nếu như mà bạn, tại vì mình chưa có thời gian mình bỏ bèo cám vô, để bèo cám dưới đây nè, đây bạn để bèo cám dưới đây nữa, khi ốc nó rớt xuống nó còn nhỏ là nó có đồ ăn luôn, nó có bèo cám ăn luôn, thì đó là nó sẽ lớn. Khoảng 2 ngày 3 ngày là mình đem ra chèo mình thả được rồi, mình có dầu lưới á, đem ra đó mình thả được, khỏi cần phải đợi cho nó bự là gì, nó cực lắm. Đem ra dìu cho nó dễ, mình ăn thì mình thả bèo cám, còn nhỏ mình cho ăn bèo cám. Ở video sau mình sẽ chia sẻ cái cách mà cho ốc ăn, thức ăn như thế nào luôn ha. Rồi video mình xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm tới video của mình. Rồi có gì thắc mắc hoặc là có gì chưa rõ thì các bạn cứ việc comment bên dưới video để mình được rút kinh nghiệm và được hoàn chỉnh hơn ha. Và các bạn nào mà có ý kiến nào mà hay á, có kinh nghiệm nào hay thì chia sẻ để cho mọi người được biết, để giúp đỡ nhau cùng nhau phát triển ha. Rồi thì cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Rồi xin chào các bạn.